Rồi. Đi với ghế đi nội cái gì vậy?
đây là dịch đàn dịch mã cho nên kinh bây giờ lắm rồi. Bây giờ là một thời nó đã qua rồi, không còn dịch đàn nữa rồi. Chở hàng tới đây chú hai. Đến rồi nhà của ba mình rồi. Nó xuống nó mừng hả mày? Đó. Đây, mấy bạn xuống mừng đây. Ta. Rồi buộc dây mũi đi. Buộc dây mũi để nó giạt ra. Ai đến nơi rồi gì vậy? Đến nơi rồi. Mình để mình đi lên rồi. À, nói vậy anh? Cái cám về trả nhà con heo. À, chú hai ạ. À. Con gì nữa không? Chết. Còn cái này nữa. Hả? Dạ. Này hả? Nhắm gì? Nó lên ơi! Có thích ai không? Thích ai không? Qua nhìn thử coi! Mì! Mì chứ Quỳnh nó đâu có gì hết chứ này! Quỳnh nhờ nay đi thám quan thám chơi rồi! Vậy hả? Nó gọi ba cái gì? Nhắn ba hả? Đinh hả? Bỏ đi vô ăn sáng ba, mì nó hâm đồ ăn sáng. Ủa nay mấy? 28 ăn chay hả? Ủa năm nay chứ 1 hả ba? Ăn mà ăn chưa, ngày mai mới ăn chay hơn đó. Chứ mình đi trễ một bữa là tiêu rồi. Vô coi. Nó sủa nó mừng đó. Mừng cũng sủa mà. Mà không mừng cũng sủa. Bữa nay nó quan thánh nó bay không? Sáng nó ra sân bay rồi. Sáng giờ tôi có lên mạng, sáng giờ nó lên mạng nè. Bỏ dừa dưới giáp rồi, bữa nay lên bỏ dừa trên này luôn. Có thuốc này. Ba dừa nhỏ nhỏ phải bỏ còn ba dừa lớn phải rồi. Dừa lớn không ba nữa. 8 quả lên ba. Còn mình lên. Mình vô vi lên. Không biết dịch ai mà còn có mấy con nữa không biết. Được sớm. Chứ không qua dịch bậy ha, dịch bậy giờ hết luôn rồi. Dịch bậy là tuyệt chủng, dám con bảo lắm ta. Trời ơi, lịch bây giờ nó hiếm rồi. Qua tháng này tháng sau là tuần. Trong hả? Bởi vì năm nay ai cũng vậy cho á. Trồng dưa á thì sợ bán không được. Rồi trồng ít, tới bây giờ là bây giờ dưa là không có dưa luôn. Mà nó giá nó đội ngất ngưỡng trời bay luôn. Bây giờ hiện bây giờ nó đang thiếu. Cầu giữa cung rồi, bây giờ mỗi lần thì sợ chồng rồi dịch bệnh này bán không được. Cuối cùng là bây giờ bị cháy hàng luôn à. Mấy đồng này tám quay qua chợ số 10. Mấy đồng này tập tiền kêu vừa nhéo rồi. Đó là tôi nó bỏ nghỉ chứ nó không.
Ờ đúng rồi, chân dưa Tết rồi qua Tết nó bị hư trời. Ờ chứ không phải dưa bình thường mình một lần, nó thúc quá. Người ta thúc rồi. Giờ tao nghỉ chân nha. phải mình mua sớm là được, trễ quá nè. Cần nát nước nó mới có được cái này nè, đã ba gắn lên cái lốc cũ được rồi. Cái nhỏ thì không thiếu gì mà cái bự này không có. Cái nhỏ ba đâu thấy được. Thấy. Đâu phải cái lại mà miếng một 12 năm á. Hả mà cái miếng một 12 năm á, mình ở đây mình để mình gỡ chơi chứ miếng một 12 năm thì dễ rồi. Ừ, mình để đâu khỏi cần gỡ. Còn này mình gửi ba coi được cái này cái kia luôn. Trời, tao đâu có coi ba cái gì đâu. Chú chủ đường nào thử nè. Đốt đi, đốt đi, chị hao cho con không gài, bà nội tới bà nội mất tới giờ mà con không có. Cái đèn nó tự động hả? Đèn tự động. Hết xài luôn hả? Nó nội, lúc nội mất tới giờ con về không được. Bữa nay con dừng cúng nội. Trời nội vui. Cháu cưng của ngoại nội mà. Rồi lại bấm lại con. Rồi hâm đồ cho nội ăn đi. Ăn chứ, sáng chắc là sáng rồi tới trưa hết chưa trời. Ủa sao bắt đèn cho Út được hay vậy? Nè. Mở ra. Khóa gà bấm cái nút xuống. Bấm cái nút xuống nữa. Để lâu lâu nó mới phật lên. Cho nó phật nó cháy lâu lâu đi ha buồn. Tức là cái bếp này nó không giống như cái bếp mình.
chiên gà nội hả? Bữa nay tự biên tự diễn thôi, thay thế siêu đầu bếp tự biên tự diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nè nè, để lên cây lên cây lên cây lên cây lên điện điện sáng nó ta đi đâu không? À, con tượng con tám nè. Nó còn kêu con kia không ba? Nó còn kêu con kia không? Thế là nó nhớ dai ha. Rồi con mèo này không nên thân rồi, xanh cũng không được luôn hả? Nó xanh rồi mà không hai nó không nuôi được. Thế mà hai con chó với con mèo không có xịt nha ha. Nó lại nó hử hử. Cái con ấy là con căng mắt là con bự hơn phải không ba? Con kia lớn hơn. Thank you.
giờ làm gì anh? Là chiên chiên xong rồi nó bỏ cái mắm ra là rồi mà nó mắm nhiều thôi, còn nếu mà ấy quá thì còn mắm mắm bỏ mắm nước rồi lạc nó có để hạnh phúc mà em thành nó lạc lắm đây. Rồi, rồi nấm nó làm gì? Nấm thì tôi phủ kho nấm thôi chứ không lẽ bây giờ sao giờ? Thì chắc vậy rồi. Cũng có đi làm chứ. Đâu có tiền bạc gì, 8 giờ nó còn than, 8 giờ tiền mà nó còn ít mà. Ừ, ta xem dữ lắm á. Ta xem dữ lắm luôn á. Tám giờ con học sửa máy. Cái bộ chú chầm được cái bộ chú hộp. Thẩm giờ hôm nay ra ngoài chim nó ăn rồi mở xuống là toàn là khỏi. Trái này cũng ngắn ngang thua vậy mà. Thấy hết nó chín còn tính ta mà bỏ ra trong bụng nó dột xong. Nó là hơi yếm rồi đó. Hình như con ông á. Con nó chích vợ rồi á. Nó còn bị chích vô rồi, nó còn dở rồi á. Thấy dở thì còn xanh xanh nha, còn cứng luôn á. Mà lột ra anh đổng nó quặn quện, quặn quện á. Nó bò nó ăn lắm. Không biết là đúng không mà. Không biết là nó cứ cứng là biết là nó nhiều giàu.
Ừ, nó dễ ăn mà cũng được sao quá. Ừ, không biết được. No quá rồi, nó phải bỏ đi được, nó no vậy, nó ăn được luôn. Nó ăn quá, bỏ thật. Cả năm nó sợ, nó lắm nha. Bỏ trội đó hả? Giống như mà làm ba kẻ vô đi cho câu hả? Tôi nghiệp phải hả? Nó thật tội, nó ép mà, nó ghét mà, bỏ đó luôn. Để đó mà đi đi với bà chú Tư luôn hả? Này, chú Tư sao? Chú Tư sao? Chú sao? Chú Tâm. Chú Tâm thì mình đi có mấy lần anh ở... Vì là ba đi đi với bảy thì nhiều. Ủa kẹo này có lạ lạ đâu? Ờ, có Hàn Quốc. Thắng đem về phải không? Ừ, dạ, kiểu vậy. Ờ, tôi bởi vì không phải kẹo mình nè. Dạ, có cho nước nó mà. Dạ. Hồi Phú Bắc này ăn hơn. Hồi Phú Bắc hả? Hồi Phú Bắc này ăn. Trời nó mà. Nó không có bán cái này nó bán lóc không mà nó kêu cứ bán cái miếng nó không có cái miếng rồi tại cái miếng một lần là khách hàng nó tặng mình nó có cái miếng treo luôn bây giờ mình nó không có bán cái miếng treo chúc mừng năm mới mình lấy cái miếng cũ rồi chứ trời đấm mẹ như nhắc tàu đâu gỡ gì thôi giờ để đây đi làm mỗi lần thôi bỏ gỡ mất công cái đây nhồi gỡ gỡ rồi chơi nếu mà mình biết nó lâu gỡ là Phúc Bắc thiệt cái hồi gì? Bởi vì mít nó ăn cho nó ăn. Ăn mà ăn này chắc là có phân bổ được nè. Ha. Nên là nó có gì thuốc á. Có con phân ha. Có coi được kiểu nào không coi. Né ăn thêm né. Đừng có biết chạy chó này đâu. Có nói thân mà Hàn Quốc thì nó không có giả đâu. Nó có nói giống gì gì vậy. Mình biết cái nó không có giả. Nhưng mà ấy là cái người kia mình sản xuất rồi. Còn trời giá đất thịt chó thì nó nước ngoài nó vẫn dễ kỹ rồi. Nó không có mình đang tập được tỉnh nào. Nói ra nói ra lấy cái gì chả vô quên đó. Mới cầm cái miếng gắn vô cái cổ áo nè. Hồi nãy đi lên nước mi mà lên tới đây cứ miếng không có. Không biết nó có xong không. Xong rồi chưa? Mi nó nãy rồi thấy gắn cổ áo xong á. Mà nãy lên nó chuyện nó ba không biết sao bỏ đâu đi luôn á. Bỏ đâu chứ rồi nó được. Hồi nãy tôi quay cái xong chứ có rớt xong á. Có mà giấm đầu nó rớt, không giấm đầu được rớt. Bởi vậy mình cú đầu ở dưới nó rớt. À, nó còn đây hả ba? Cái đầm cũ mình còn đây hả? Tại đi có chỗ gắn mình gắn luôn. Để mà khỏi cái đó khỏi đi. Cho nó có mùa sưng mà đổi với người ta. Rồi rớt luôn rồi. Khỏi rồi mà. Dâm lên đèn mà phải quên kiếm chết luôn. Hồi sáng thấy Quỳnh nó chứ hai đứa nó ra sân bay qua cái này la luôn mà. Hai đứa nó ra sân bay nó bay qua thắng gì rồi. Thì nó đâu có đi chơi mà. Thắng rồi nghỉ rồi. Nghỉ hả? Đi tết rồi. Còn nữa. Còn vẫn cũng tết như mình mà. Nó phải nó tay, tết cũng đáng mà. Nó khấn á. Làm cái gì chúng nó nghỉ, nó ra ngoài khấn à. Cái này hả? Năm 27 à. Bảy xã rồi cũng được. Bảy sinh nhật. Năm nay nó nghỉ hết rồi cũng được 2 ngày đó. Hôm nay 28 là cái bảy sinh nhật. Bữa nay con biết tụi nó thứ mấy đi. Thứ bảy. Thứ bảy á. À thứ ngày trùng lâu hả? Còn nước qua là mỗi là một mình một tay luôn. Chứ hả? Một mình một tay không? Anh với Dương được nha hả? Được nhau đi. Mình đóng một nó tới 2 rồi. Ủa mới
Cái con cái ruột rồi. Đáng lý mình nghĩ nó bán này nó không có bán có cái nến treo luôn ha, mà nó không có, có lắp rồi. Tại vì cái thường thường nó thấy công ty của mình nó tặng mình cái quảng cáo mà như chỗ này là bán điện thoại nè, cái quảng cáo xong người nó tặng luôn cái lắp luôn, cái này là đến quảng cáo nè. Bây giờ có gì đâu, không có để năm, tài lộc không à? Giờ có lắp cái gì á, chắc lịch này coi thích hơn. Không, có cái mình gỡ mà mình coi được cái này cái gì. Bữa nay anh đây là 9 tay 7 mình mấy? Tháng 3 có 2 tay. Có 2 tay hả? Cũng có coi 1 tay. Trời ơi, vậy là mình sai đó. Đó nó quên hả? Không phải. Tháng 1. Tháng 1 hả? 27 tháng 1. Nó là lập lý nữa chưa hả? Cái này Tết nè, Tết nó rõ tư nè. Không phải Tết nó rõ tư nè. Ừ. Nó lại cũng hiểu rõ. Không ngờ cái lịch này nó cuốn tán lại. Lâu lắm không coi lịch này, cứ mở điện thoại coi không à. Thôi, tháng 1, ngày 27 nè. Tháng 8 nè. Tháng 9 nè. Tháng 7 nè. Tháng 7 tháng chạp nè. Tháng chạp và tháng giêng tháng 2. Nè, ta để ý bà thấy tới ngày Tết là có rực rồi. Ngày Tết là thứ 2 cũng rõ, thứ 4 cũng rõ luôn nè. Bữa nay 27 phải không?
có mấy năm rồi ba? Lâu rồi. Dạ. Vậy cái đó hả? Ở đây con thấy cô luôn sống dài nhất thôi. Nó làm mua ra là nó 2000 rồi. Năm nữa là 2 năm thì nó còn 8%. Ba chẳng còn vô nổi làm sao mà sức nổi. Tại vì hồi cơ hai con ốc này đó là cái lỗ nó lớn. Hai cái lỗ này bây giờ nó khác, hai cái lỗ này nó hơi lớn hơn cái lỗ cũ. Giờ bây giờ dặn nó xéo qua bên mà nó dài chứ ngắt luôn rồi. Má đây đi bên, mỗi lần lấy nó 1 triệu bỏ nó chạy. Má này đi không? Này đâu có má đâu có hát gì đâu. Má này không? Nó cần dấu tay vỡ hơn, nó chạy vỡ chứ. Ha. Rồi vậy đi. Còn này cái ống áp rồi ba đâu cần thấy chứ làm gì phải không? Ủa dám mày lắm hả? Thì bán nó lên nó chạy lắm chị. Chưa ok hả? Nó để đây đi, để đây đi, cứ bây giờ để đây đi, nó cản chỗ qua nha. Ha. Để đây cản lắm. Để đây đi. Cái này sao nó có bạn, không có cản thì sao? Rồi ấy thì cần dấu tay đi, chép gì đâu. Thôi các bạn. Rồi, nó này nó sấy rồi. Đổ luôn cái nồi cho nó ăn qua. Nồi đổ vô cái gì, bao lâu đãi rồi. Trả lại cái siêu đồ bếp. Cái nào có siêu đồ bếp mới đi giếm mộ nội. Đem đi đi giếng mộ nội đây. Ông nội ngoài kìa. Ông nội ngoài kìa. Đây, ông nội ông nè. Ông ra ông phủi mộ bà nội đây. Này cha con ra giếng mộ đây. Rất nhanh đưa cho nội cây. Bữa nào ông mắc lao gì hả ba? Chim á. Bữa ông thấy nó ăn mấy cái hột cây á. Nó mới ăn hột nó thải xung quanh nhóc hết. Làm tí xíu còn làm nước. Đâu có, mình cứ lao đi ba, chừng nào nấy mình rửa lại có sao đâu. Nó sạch. Nó nổi quần. Tại nước mình nó cũng đâu có được ấy.
nó không đâu được chăm dắt đâu. Rồi lúc nhang đi mi nữa, thắp nhang cho bà nội cái. Rồi ba ơi, mi gửi nhà đốt nhà cho ba kìa. Để con để nó cận quá chứ nó mất gốc à. Để đằng đẵng quay lại cũng được. Xích đây nè con. Thôi nguyện xong rồi hãy lại bốn lại à, hôm nay con với bé My lên viếng thăm mộ mẹ. Má ơi, à, nương tên ảnh tự quan của Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, về nay khỏi Tây Phương an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là ông cụ hàng ngày ra giếng mộ mẹ đây, à, ra mần cỏ, giếng mộ, à, phủi bụi. Hôm nay bái mi về giếng mộ nội. Tình hình lúc trước dịch bệnh không về được. Nó về với mộ muộn mẹ. Mở hay sao mày? Ba vẽ mẫu để làm nó gọn chứ nó không có cầu kỳ, nó vuông góc.
Rồi con cầm máy con lia dần dần đi. Chậm chậm nó đúng quá. Ở đâu ạ? Ừ, chứ mình rửa đi chứ. Tới ngày mấy ngày nay lu bu lắm, rửa trước thì mới được.